Hi, xin chào tất cả các anh chị, các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Bado Official. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn về cách xử lý một cái file in cho tiệc cưới. Cái này là file này khách hàng gửi cho mình gia công cho khách hàng. Thì nó sẽ gặp rất là nhiều trường hợp khi mà một file khách hàng gửi qua cho mình. Thì sẽ có những trường hợp là các bạn sẽ thấy là cái file đó người ta sẽ thông thường á, là người ta làm tiệc cưới á, bằng khéo lụa. Do đó là cái file người ta chỉ cần là in trắng đen thôi. Do đó khi mà khách hàng gửi qua cho mình thì khách hàng sẽ yêu cầu mình in một cái màu. In màu. Thì do đó mình sẽ xử lý file. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp là khách hàng sẽ sử dụng những cái không phải là dạng vector mà nó là dạng file hình. Chúng ta sẽ tách cái file hình đó ra bằng cách là chúng ta sẽ vẽ lại hoặc là chúng ta sẽ vẽ tự động trên phần mềm Corel. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào màn hình và mình chia sẻ cái cách mà mình hay làm xử lý file in tiệc cưới cho khách hàng nhé. Ở đây các bạn mình đã có một cái file của khách hàng gửi về cho mình. Bây giờ mình sẽ mở lên như thế này. Đây là cái file khách hàng tiệc cưới của khách hàng gửi qua để mình gia công. Các bạn thấy ở đây hiện tại bây giờ trên màn hình á, là nó là một màu đen, tại vì khách hàng đa số các tiệc cưới mà chuyên về in hồi xưa thì người ta hay dùng lụa lắm. Đây là một cái bản dùng phim lụa, tức là ta chỉ có dùng trắng đen thôi và người ta sẽ pha màu, ta kéo lên cái bản lụa để in lên cái hình. Các bạn thông cảm là đây mình ngồi sát đường nên là có thể là xe chạy các bạn có thấy hơi ồn ha, các bạn chịu khó ngồi theo dõi nha. Thì đây các bạn sẽ thấy đối với những cái này về mặt kích thước các bạn cần trên các bạn rút lại hết, các bạn bấm chữ B cho nó vào trong giữa trang giấy để chúng ta thể tiện thao tác, và sau đó các bạn bấm chữ cần trên U để chúng ta rã rút ra. Thì đối với phần kích thước thì mình không nói nữa, thì các bạn cứ đo kích thước ở trên cái file của cái file tài liệu, cái file thiệp cưới mà khách hàng gửi qua cho mình á, thì mình sẽ đo ha, đeo ngon đo ngang đo dọc, và chúng ta sẽ đo những cái phần mà khách hàng thiết kế. Rồi sau đó chúng ta sẽ dựa trên đó và chúng ta sẽ làm kích thước cho nó chuẩn. Tuy nhiên các bạn thấy ở đây nè, có một số cái ví dụ kích thước ở đây thì đa số khách hàng đang hay để mặc định later đồ. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên khi mà ấy thì các bạn nên chuyển về A4 hết. Tại mình khi mà làm việc giao diện trên A4 thì mình nó quen hơn. Và chỉnh lại cái về mm hoặc cm tùy theo các bạn thì nó sẽ thấy ổn hơn. Rồi đối với phần này khách hàng yêu cầu mình là tô một cái màu cánh sen. Màu đỏ cánh sen thì các bạn sẽ thấy ở đây là phần mình chỉ lần click vào trong mạng Magenta thôi. Và đây các bạn sẽ thấy đây là mình sẽ tô được rồi. Bắt đầu mình tô viền. Tô viền thì các bạn click vào viền và click phải chuột vào trong cái màu này. Bạn click phải chuột thì nó vào. Tuy nhiên ở đây các bạn sẽ thấy nè, nó có cái phần phần này. Đây cái phần mà cái cành lá này nè. Các bạn sẽ thấy là khi mình click vào thì nó sẽ không có tô được màu, chứ là cái phần chữ thiệp mời nè. Phần chữ thiệp mời nó lại cũng không có tô được màu. Đây các bạn chọn xong rồi các bạn tô vào nó không cho màu. Tại vì sao? Tại vì đây là một cái file, một cái hình. Đây là một cái file hình mà khách hàng lấy trên mạng vào, thì đối với in lụa thì người ta có thể sử dụng được, tại người ta in bằng ta chỉ lấy màu đen thôi, sau đó chúng ta sẽ chiếu chiếu phim lên cái bản lụa và chúng ta sẽ tách, nó sẽ tách được. Còn đối với màu thì ở đây là một cái file hình thì mình không thể nào mình bỏ màu vào được. Do đó mình sẽ cách thứ nhất là các bạn nên vẽ lại. Nhưng mà cách này mình nghĩ rất là lâu, mình nghĩ rất là lâu. Do đó cái cách thứ hai đó là mình sẽ vẽ tự động. Để vẽ tự động các bạn chọn vào cái đối tượng hình nè, các bạn vào cái phần tray bitmap trên đây. Các bạn thấy cái mũi tên nhỏ các bạn xổ xuống và các bạn chọn vào cái thằng centering tray. Centering tray thì nó sẽ hiện ra hai dòng này, các bạn chọn dòng line draw tức là vẽ cái viền. Line là cái viền, draw là vẽ đó. Tiếng Anh thì mình không rành lắm nhưng mình nghĩ nó vậy á. Rồi cái, khi đó các bạn bấm vào thì nó sẽ ra, khi nó chạy nó sẽ ra thấy như vậy. Rồi sau đó các bạn vào trên cái phần tray tip nè, các bạn vào trong center line, center line nè, các bạn sổ cái mũi tên xuống và các bạn chọn outline. Thì khi đó là cái máy nó tự động nó vẽ ra cái này cho tất cả các bạn. Sau đó các bạn bấm OK. Thì bây giờ hiện tại bây giờ là máy nó đã vẽ cái một cái đường ấy rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái nền phía dưới đi. Bỏ cái nền phía dưới đi. Và bây giờ mình sẽ chọn hết tất cả đối tượng và mình tô vào. Đây, các bạn thấy chưa? Một là các bạn sẽ vẽ hết hai bốn cái này, hai là các bạn sẽ copy qua.
Tuy nhiên mình để mình khách hàng để sao thì mình cũng vẽ lại thôi, rất là nhanh ha. Chọn light brown, chọn centering, chọn outline, các bạn bấm ok rồi sau ba xóa nền, rồi chúng ta bắt đầu tô. Mình nghĩ nó đơn giản thôi đúng không các bạn? Nhưng mà có một số trường hợp là khi mình các bạn mới á, thường thường các bạn không biết cách xử lý những cái tình huống này. Rất là đơn giản. Rồi các bạn bỏ phần nền dưới. Rồi còn đối với chữ, chữ này nó cũng là một file hình nè. Nó cũng là một file hình, rồi các bạn cũng chọn vào trong cái file hình chữ, các bạn chọn vào trên bitmap, các bạn chọn light brown, các bạn chọn outline luôn, tức là vẽ đường viền ngoài à. Rồi sau đó các bạn tô màu thì bây giờ nó sẽ ra được, còn cái nền trong các bạn cứ delete, các bạn xóa là được rồi à. Đó. Như vậy là xong một cái cách mà nếu chúng ta xử lý một cái file thiệp cưới của khách hàng gửi qua mà trong đó nó có file chữ, file vector và file hình, thì chúng ta sẽ biết cách để chúng ta làm và chúng ta in ấn cho khách hàng đó. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi không? Các bạn thấy rất đơn giản nè. Tuy nhiên là đôi khi một số trường hợp là các bạn gặp các bạn không biết cách xử lý, thì các bạn nên cách xử lý như thế này, và cái này nó chỉ phù hợp với những cái file mà vector một màu, ví dụ các bạn thấy là một màu đen, một màu vàng, một màu trắng thì chúng ta có thể vẽ được. Còn đối với những cái file mà nó dạng mà tram màu á, tức là từ màu màu từ màu sáng đến màu tối á, thì nó vẽ không có được à. Do đó chúng ta chỉ chọn những cái hình à, những cái file mà nó có như thế này nè, khách hàng là thì có thể mình xử lý được nha. Rồi đó là một cái cách mà mình xử lý cái file thiệp cưới của khách hàng gửi ở trên đây mình, để mà mình sử dụng gia công à. Hy vọng với một chút cái kinh nghiệm nhỏ nhoi của mình thì có thể giúp ích cho tất cả các bạn, và đặc biệt là những cái bạn hoặc các anh chị mới vào nghề hoặc là mới tìm hiểu về trong ngành nghề, trong lĩnh vực photo đó, có thể thấy được cái video này, có thể xem được cái video này và có thể làm được những cái tình huống pha như thế này à. Video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc, hy vọng các bạn thấy hay hay thì các bạn hãy share hoặc like để ủng hộ tinh thần cho video nhé. Còn nếu các bạn nào mới ghé qua kênh Bado Official thì các bạn hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông. Khi mình đăng những video mới lên thì các bạn có thể là người theo dõi được những cái chia sẻ của mình về lĩnh vực photo vẽ nắng. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả, nhiều khách và thật là nhiều sức khỏe. Bye bye các bạn.